Kính thưa chư quý thính giả, chúng tôi xin thành lòng đọc lại quyển Dạng Niên Huynh Đệ của cậu hai thanh sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. Đang thiếp mắt ở trên giường bệnh, bỗng nhiên nghe sét đánh bên tai. Từ bắc phương một ánh sáng dài đã chiếu thẳng vào ngài thân xác. Đồng thời có mùi hương ngào ngạt thơm khắp phòng, hương rắc nước kỳ hoa. Rồi tự dưng ở trước mặt ta một đạo sĩ từ xa đi tới, vẻ đoan nghiêm phàm phu khác thôi, vừa chắp tay vừa nói lên rằng: muôn năm xưa cùng một sông thân, nước đờn tố cha nhân mẹ hào. Cha mẹ hèn anh em rất thảo, lại được bề gia đạo vinh vang. Nhưng phần anh giả đà không màng, nên đã sớm tìm đàn đạo hành. Vào sơn đánh tu chân dưỡng tánh, lánh trần gian dứt cảnh nấy ân. Nơi đồng tiền khuya sớm tu cần, chẳng hề để bước chân xuống thế. Vì lẽ ấy để bao thế hệ chẳng cùng em hỏi ngộ phúc nào. Nhưng phần anh bất luận lúc nào, việc em cả trước sau biết rõ. Thầm mừng em đảo màu sớm tỏ, khiến vui lòng tông tổ suối vàng. Cũng soi đường cho cả thế gian bớt được sự lỗi lầm vô lý. Vừa rồi đúng vào giờ chánh y tí, đang khi anh tọa diện tham thiền, thấy em đang thọ bệnh bất yên và đang khởi tâm nguyện bỏ xác. Vì nghịch cánh, vì người bị bạc, khiến lòng em muốn thác nhiều hơn. Anh không đành ngồi lặng cao sơn, mới vội vã hiện thân đến đây. Trước thăm em cho em nhớ lại việc đệ huynh đã trái muôn đời, sao riêng anh cũng có vài lời khuyên em chớ dối rời phàm xác. Em đã gặp cụ già tóc bạc, chính thầy em ký thác nhiều câu.
Phận chưa tròn bổn nguyện đã sâu, sao em lại mong cầu cái chết? Người liễu đạo chết đâu phải hết, sống đổ đời dù chết đi đổ đời. Đổ đến khi khắp cả mọi người đều được rõ thông nơi đạo lý. Lòng đổ chung có bao giờ nghĩ, đó mới là thật ý từ bi. Sao em không lấy trí xét suy, lại muốn diệt tự quy vô sự? Theo anh xét đã chân Phật tự, em thấy là một sự sai lầm. Cần phải nên có đại hùng tâm, thắng qua các cuộc trần thử thách. Gặp cay đắng khổ lao đủ cách, không núng nào mới đắp đạo màu. Em chớ nên đem già chăng sầu, hãy vui vẻ gìn câu phổ quan. Xưa nay những ai nên đạo cả đều trải qua nhiều lẽ khó khăn. Quá càng cao khổ hạnh càng tăng, danh muốn rộng công năng phải lớn. Em chớ hoàng chi thân đau đớn, cũng đừng buồn hoàn cảnh khắc khe. Trước đây lâu anh đã từng nghe, em nguyện gánh bớt tay khổ chung. Kẻ chân tu nguyện là có đúng, em ốm đau đã ứng lời nguyện. Những kẻ cùng em có thiện duyên, nhờ em nguyện đã thuyên tai khổ. Em đau thế cho đời lắm mi chỗ, nên vui đau nên đi có nghi lòng buồn. Còn gấp người chân ngõ đón truông, ấy thường xử trên đường đạo hạnh. Đạo đang suy mà đời đang đi thành, cố nhiên ai gặp cảnh trái ngang. Chính nó là những cái nấc thang, càng bước được càng tăng quả được. Đường trong gai khéo tay dẹt bước, sẽ đưa thân lần lượt đi đến đi xa. Riêng phận mình phương hướng thông qua, còn giúp kẻ đi sao yên bước. Khuyên em khá xét cùng sao trước, dứt lòng mong bỏ xác khi ấy đi. Nhớ niệm câu hỷ xả từ bi, lặng lẽ đợi thời kỳ phổ độ. Ta nằm trơ khác nào tưởng y gỗ, chưa giấy chào chưa ngỏ lời chi.
đoạn này chừng đã tánh đi đi. Liền gượng dậy mở lời thưa lại: đây nhớ lại lúc nên 17 hết mùa thu, kế lại sang đông. Mấy tháng trời thọ bệnh nằm rồng, cơm chẳng nếm cháo không dùng mây. Thân ốm còn xương dai bọc lấy, chết chính phần sống chỉ một phần. Bóng một đêm mê mệt thức thần, một cụ lão hiện thân trước mặt. Nhích miệng cười đưa tay ra giấc, và báo rằng chưa thác đâu con. Đời cùng con duyên nghiệp hay còn, con phải sống lo tròn mới được. Vậy cùng lão mượn đường mây nước, dạo đôi nơi địa ngục thiên đàng, để sau này giải kẻ thế gian, cho họ biết kẻo rằng không có. Khi xem xong hai nơi đã rõ, rồi cụ đưa núi nọ núi kia. Đến chừng khi hoài trở lộn về, ngang qua một núi quê đẹp đẽ, cụ liền báo núi này có kẻ xưa lâu cùng con đã hữu duyên. Còn ráng tu chừng đại hồi tiên, sẽ gặp lại cửu duyên ấy được. Từ ngày ấy dân thầm mong ước, dài làm sao gặp được người duyên. Thế là non ấy chỗ tòa thiền của ngài đã ẩn yên nơi đây. Đây chẳng ngờ thân đang hoàng quái, được ngài thân đến tại bên giường, nhắc cho nghe xưa một sông đường, còn khuyên dạy tận tường mỏi nồi. Ân đức ấy đây xin cảm đổi, xin dạy thêm đường lối chưa thông. Đạo sĩ liền cất giọng như đồng, lúc bệnh ấy em không còn nhớ. Một hôm nọ có con bạch hổ đến thăm, em nói rõ tiếng người rằng dân lời tiên trưởng đến nơi, thăm Phật tử đang hồi trong bệnh. Bạch hổ ấy chính anh ra lệnh, về hộ em đêm bệnh thầm nguy. Anh còn nhờ các vị thần kỳ, đêm ngày đến độ khi em mệt. Có nhiều ông
tia màu đó đen dễ khiếp phạm nhân. Ông thầy phung, ông quả phù thần đứng chật khắp quanh thân em đây. Trong lúc ấy chính em đã thấy hiện giờ em còn nhớ phải chăng? Và có đêm em quá trở trăng hơi gần đứt đương ngăn đương ngặt. Trong lúc ấy ở trên trang Phật có tiếng kêu này nhất hỡi con, hãy sống lo đạo nghĩa cho tròn, sắp tận thế không còn lâu nữa. Đây diệu dược để mà trị chữa chứng bệnh con đang buổi kinh nguy. Con nghiêng qua tay mặt thì mau đi để uống món thần y này đây. Em liền cửa mình qua bên đi phải thuốc đưa ngay vào tại miệng em. Thuốc thì em chính mắt đã xem, còn người gọi thì em không thấy. Này em ơi, tiếng người gọi ấy chính cụ già thường dạy dỗ em. Lúc ấy vừa khoảng giữa trời đêm dùng thiền quán nên anh đi đã biết. Trong lòng lấy làm mừng chi xiết, được thấy em đạo nghiệp bi đà thăm. Có thần tiên có Phật y giang y lâm, cứu độ lúc xác thân thọ bệnh. Nếu em khéo tu hành chân y chính, quả Bồ đề đạt đến y rất kỳ mau. Giống lành thêm phân tốt bón y vào thì bông trái thế nào cũng sớm. Vậy thấy khó rửa đời sạch ni bẩn và còn nhiều gai bấm trong chân. Bước đào màu khó tiếng rồng lên nên em muốn quỷ mình khách thầu. Để trở gót về nơi tình đổ việc trần gian để phó thiên cơ. Điều này anh chẳng nhận bao giờ bởi nó chẳng hẹp cơ tự hoàng. Phải vui chịu mọi điều khổ nạn để cứu đời qua đằng sông mê. Riêng thân dù muốn giảng ủ ê, xem thường sự chớ hề thôi chi. Xuôi ngược dân trướng câu đạo lý, nghe hay không cũng chỉ phép vi tu. Đau hơn khi bị đụng kẻ mù, ha trách phá thuyền tàu lúc gió.
nên tha thứ tánh phàm xiên xóa hai lần chờ buổi khó đi qua. Vì muốn cho nguồn đạo rộng xa, cái phàm xác phải là bảo trọng. Khi qua sông thuyền bè tám mi dùng lên bờ rồi sẽ cấm mi bỏ ngay. Đạo muốn thành không hề mượn sắc thay, thì chẳng khác đốn cây mong trai. Là một việc yêu lầm có hại, em nghĩ xem có phải vậy chăng? Ta cúi mình và mới nghĩ thưa rằng ngài dạy ấy trăm phần rất kỳ đúng. Nhưng đây đã nguyện thiện quá chung, vì phàm thân y gọi không mấy năm. Những kẻ nghe cố để vào tâm, nhìn kỹ số đôi trăm có một. Còn bao nhiêu bay theo gió y trút, chẳng còn lưu được chút mi hảo hoàng. Lòng đã quên hẳn chữ duyên y đà, trở lại thôi xấu xa hơn trước. Ham danh lợi thích đều báo y ngược y ruột nó đành, cắt cái ruột thì không đau. Mất tinh thần yêu mến lần nhau, ai cũng chỉ lo vào phần nay. Khắp nơi tiếng bất lành vang dậy, càng nghe càng thêm ai ruột ràng. Chủ trương đường lối Phật Thích Ca, đâu suối diệt tà ma ngoài giao. Lẽ chân chánh bị đời ngược đảo, hễ nghe ra bắt nào nề lòng. Thêm vào đang cánh ngộ chưa thông, nơi đất khách chờ trong mọi mắt. Mọi việc dân còn đang trai mặt, bề hiếu nhi chầu chật dần không. Nội bao nhiêu cũng đủ đau lòng, thân xác lại còn chồng lắm bệnh. Làm cho kẻ thật lòng thành kính, vì thân này lo lắng đủ đều, khiến lòng đây nghĩ đến bấy nhiêu, muốn bỏ xác hơn đều muốn sống. Chẳng ngờ chốn non mây tiên đồng, ngày được hai quả bông đến đây. Đạo sĩ bèn ngâm lớn như vậy, ánh sáng mặt trời trong một giấy, đi cùng Nam Bắc khắp Đông Tây. Thần tiếng quê cảm
sát na thông khắp vạn loài. Vạn loài gối dừa cái hư không mơ, không ấy thần cơ dẫn nhất đồng. Đồng tình thân trầm đâu chẳng biết, chớ ngờ cách nuôi giới ngăn sông. Sông núi đâu ngăn được tâm lòng, tâm lòng trùm phủ cả non sông. Muốn đi ai cấm, về ai cản, kim cổ bao giờ vẫn chủ ông. Ông chủ tạo ra được các loài thánh phàm tự nằm lấy nơi tai. Quyền năng không hạn cùng trời đất, ứng dụng nhiệm màu chữ bê khai. Khai bê mai thần mỗi khắc căn, cùng duyên xưa cùng cảm căn lành. Mượn cầu quan tình thông đường đề, giáp mặt cạn bài lẽ tử sanh. Sanh từ nhà tu phải hợp thời, sanh vì độ chung tự vì đời. Tự sanh đặt dưới từ bi chủ, bị thái không quyền buộc dứt hơi. Hơi dứt sao ngày cửa đạo minh nương, nước non trở lại cuộc thanh bình. Chờ quê đâu cũng dân an lạc, yên giấc nhà tu chôn thử linh. Linh thư đâu dung khách im trần, giết người không độ, độ riêng thân. Hẹp hòi trái thuyết Như Lai dài, chẳng ích lợi gì khắp thế nhân. Thế nhân bị nghiệp
sâu từ xưa. Việc quấy hay làm tốt chẳng kẻ bệnh lại còn dùng độc dược, nên đến khuyên hơn dẫn lánh đường. Đưa lánh con người sắp túi chân, sát sanh cùng một thứ đau hơn thờ cơ ngang cháy dù cho mấy độ chúng hằng lo độ chớ sợ. Tiếng ngâm như chuông ngân trong trào, mỗi câu đều khéo léo sâu xa. Rồi tự nhiên lòng thấy ngày ngà, tiếng ngâm dứt mà ta chưa biết. Ngồi trân trôi như người câm điếc, kỳ bí thai những việc thần tiên. Sực nhớ ra ta cúi đầu liền, đội ơn đức ngài khuyên cặn kè. Đây với chung duyên đâu muốn bè, những lý do các lẽ đã bày. Sống không làm đạo pháp bế rồng khai, sống không gọi khắp ai nghe tới. Sống cái xác ốm đau mệt mỏi, khiến đồng môn lắm nỗi lo lường. Nên muốn lè sớm cõi trần dương, hơn lòng muốn lâu nương hạ giới. Đạo sĩ chân lại và mạnh nói, nếu muốn cho rộng lối đạo màu, cần sống lo đến lúc bạc đầu, nửa chừng khó định câu đắc thất. Đạo càng lớn càng nhiều giờ khắc, cứ truyền khai chớ đặt hạn kỳ. Huống nhầm thời Phật Pháp suy di, trong khoảng ngắn dễ gì quảng đạo. Nếu các vị tương truyền tam mi bảo, hệ kém khai liền cao mi ta trần, sẽ khiến cho cửa đạo mi hẹp lần, cho đến lúc không còn vết tích. Làm như thế lối đường Phật ký thích, nguyện độ cho đến đi hết đi chúng sanh. Nếu còn người khổ sở hôi tâm, còn ở thế gian hành Bồ Tát, đọa sáu chiếc đưa người bến đi giác. Kiếp trải qua như các sông hằng,
mỗi đời đều mỗi gặp bi khó khăn, vẫn tiếp tục con đàn cứu thế. Gương lành ấy muôn đời soi, để đời đáng tôn làm mẹ làm cha. Đố một người căng đạo sâu xa, bỏ thân cũng vẫn là quan hệ. Tình thương ấy chúng phạm khó nghĩ, thăm giường bao hương vị giường bao. Điều đó em há chẳng hiểu sao, hãy bỏ y sớm vào cõi tịch. Tuy gặp mi cảnh ngăn gian cách bích, không đổ nhiều đổ ít cũng nên. Trong đôi trăm được một người hiền, cũng quý giá hơn thiền châu bao. Theo anh thấy dù người hung ni bảo, nghe qua lời chánh đạo khuyên rằng, tất nhiên lòng đôi phúc ngăn năng, đôi phúc ấy được ngăn tội lỗi. Như vậy cũng là điều ít lợi, sao em không xét tới điều này? Huống chi còn nhiều hạng gái trai biết hối cải một ngày một bữa. Việc sai quay không thêm ra nữa, bớt khổ người lại đỡ tội căn. Có phải là việc tốt hay chăng, ai nghĩ đến chẳng rằng hữu ích. Nếu được kẻ bên đường Phật thích, hoặc suốt đời hoặc ít chi tháng năm, không làm cho giông ác khi mọc mầm, điều ấy lại bội phần cao quý. Khiến kẻ được bớt điều ta mê, ấy là làm đạo lý chớ nghĩ gì. Em cũng cần suy nghĩ cạn đi, đâu có một điều chi vô ích. Ngày nào chẳng phô trương đạo thích, phút nào không giúp ích đi chúng sanh. Nếu em đem bạn toán tính rành, số lợi ích muôn nghìn triệu ức. Xác đau ốm chớ nên buồn bực, tuy rằng làm khổ cực nhiều người. Kẻ lo em chẳng phải lo đời, chính họ vốn là người lo đạo. Lòng lo ấy vì yêu Phật giáo, nên chẳng màng khổ nào thân tâm. Nếu lòng lo kia được thiết thâm, duyên Phật Pháp càng làm khăn chặt. Mượn đau ôm giúp người đạo đất,
nên sống đâu nên thắc hỡi em, để chút lòng suy xét thử xem anh bảo đó có nên hay chẳng. Chốn sơn đánh vốn nơi thanh lặng chẳng ngồi yên vì bận đến em, không đợi ngày đại hội thần tiên đến trước để cạn khuyên em đây. Cầm phất trần tay liền phe phẩy đào xí bèn ngâm kệ như vậy. Muôn kiếp nối liền một sợi tơ, khéo xiềng buộc chặt mãi thiên cơ. Hoa quang gặp trước ngày lóng hỏi, khuyên chớ ly trần nhắc gốc xưa. Bất ngờ khi mới vừa được khuyên, kế tiếp nghe ngâm tiếng y thanh thao, ân tình xưa ân nghĩa quý cao, lòng bỗng nhớ đâu đâu xa thầm. Đôi tròng nước mắt lần tươm mi thâm, nghẹn ngào lên không ý bầm ra nghĩ lời. Đạo sĩ chừng như rõ mọi nơi, ngài kể tiếp những lời sau đây. Nằm yên không cửa quầy, thân đau mềm cả thầy, chẳng hề mở miệng ở than. Giận không lo trốn chạy, từ chỗ chỉ ngô que, đạt đến nơi bay nhảy là câu chuyện tòa vẹn. Hẳn em thường trông thấy ta liền thưa đúng như thế ấy, thân trơn tru không dài không gì, chỉ bền gan chịu một khắc y kỳ, được một cánh bay đi khắp bi cả. Thân ý sâu bỏ hoàn toàn biến y quá, hình bướm ông nho nhã dịu y vàng. Nếu không nằm lặng một y thời gian, sâu bỏ ắt vẫn hoàng sâu y bỏ. Đạo sĩ liền dùng lời soi đỏ đôi với loài sâu bỏ nhỏ nhen, vì muốn cho nghi đổi lúc thấp mi hèn, biết chịu khó nằm yên trong ổ. Người há chẳng vì câu siêu đổ rang những quà các kỳ khổ bụi tu, lửa tắt xong sẽ hết khói mù, nghiệp trả dứt còn đâu quá khổ. Kẻ lòng muốn được ngài tỏ ngộ, chết không nào huống y khổ xem y thường.
cũng như người được rộng lòng thương, gánh thay chúng mọi đường lao ly. Tất cả món của mình yêu quý hiến cho đời, chẳng nghĩ hơn thua. Lòng mạng lo đến sự giúp mi dùa, quên nghĩ sắc nắng mưa khó nhọc. Muốn cho chúng đạo màu vui học, đành hy sinh ráo rốt nghe thân tâm. Đạo như vậy mới gọi cao thâm, đáng cho khắp nhân dân sùng kính. Không ham danh không mạng chung đinh, chẳng vui ngồi an tình riêng thân. Hằng sống liền xương cốt chúng dân, dân ham danh không mạng chung đinh, chẳng vui ngồi an tình riêng thân. Hằng sống liền xương cốt chúng dân, dân đau khổ tức thân đau khổ. Giúp cơm máu chia cho chăn khổ, lòng thương yêu khó độ sao cùng. Muốn sống lâu để giúp nhiều lung, đâu đành thác khi dân còn khổ. Nghe đến đây thấy lòng thẹn hổ, tự trách mình đức độ kém xa. Lời chân nhân cao cả thay, là vừa chánh lý vừa là từ ai. Ta chỉ nghĩ bỏ thân quảng hoài, dùng chân thần lửa lại thân sao. Khác thời cơ khác cả sắc màu, ắt dễ độ người giàu Phật đạo. Thân thể một chỉ thay lấy áo, mới hơn xưa tiền giáo nhân sanh. Trong nhất thời muôn vàng người lành, theo cho kịp mái linh trời đất. E chậm trễ nước tràn bờ bực, chúng sanh làm sao kịp lội bơi. Nghĩ đến đây ta chưa mở lời, đạo sĩ đã hiểu rồi và nói. Xác trần mỗi một kỳ thay, đổi lửa hợp duyên tất đợi dài lâu. Thời gian kia ngưng tiếng đạo màu, không giúp chúng hoài đầu hướng thiện. Việc hung ác lần lần lan diễn, có phải chăng một chuyện thất kỳ cơ. Huống đạo trường khai quá ban sơ, đâu phải tiện dễ như em nghĩ. Không hợp thời không phù căn khi, có
phô bày đạo lý khắp nơi. Như thầy em ra thuận cơ trời, còn phải chịu năm nhồi mười nắng. Đã nếm biết bao nhiêu cay đắng, lăn lóc qua nhiều đoạn héo doan, rốt cuộc còn nặng cả bao nghi tròn. Đến nay vẫn hãy còn vắng mặt. Lòng thiện tính đau như ruột cắt, lối không thông chớ bạc tính nhàn. Sống chia ly sông phúc tay đàn, thảm trạng ấy nhìn càng đau xót. Kẻ thiện chí cũng nên nói gót, đem từ ngôn cứu vớt sanh linh. Thức giấc mê kẻ sống riêng mình, riêng danh lợi riêng tình thế tự. Nợ gây rối khắp trong dân sự, đành dứt tình máu mủ tay chân. Trái lời thầy tổ đã dạy phân, đời khinh bỉ phải cần sửa lại. Biết đạo phải trọng tôn luật giái, nói cho mình làm phải cho chân. Sự công bình ăn ở tự nhân, việc chi cũng cân phân tội phước. Làm hiền đức tranh đều báo, ngược biết thương nhau chia sức ngọt bùi. Đoàn kết gìn lẽ sống yên vui, ai cũng cứ trao dồi đạo lý. Cả già trẻ đồng tâm nhất trí, đừng lại từ chớ nghĩ riêng thù. Thực hành cho đúng cách người tu, cửa đạo tất hết lù lại tò. Ai đâu dám đem lời xiên xóa, sẽ làm cho lớn nhỏ khắp người. Hướng tâm về với lẽ tốt tươi, làm bớt được khí trời thảm mi đạm. Điều này em hẳn là biết làm, mượn thời cơ để quan tâm người. Đức thêm minh đạo sẽ chói ngời, có phải lẽ hơn dời đổi xác. Cây đã sẵn chỉ công tươi tác, mau trái bông hơn nghi bắt nghi đầu trồng. Hợp mái thiên người cũng hợp mi lòng, em há chẳng nhận rằng của hiếm. Việc bỏ xác chớ nên khởi niệm, khá dình thân để khuyên dân tu. Trời có mây ấy giúp cho cụ, nên mừng chớ có đâu nên ngại.
đến đây đạo sĩ liền ngừng lại rồi nghiêm trang chậm rãi ngâm ra. Con thuyền đã qua nửa giang hà, dạng dạng kia là bến hội quan. Tuy khách mọi lòng phú mọi cánh, ráng chèo một mạch nữa thôi là ráng chèo một mạch nữa thôi là tới bến sẽ thuyền cắm bỏ qua. Khách thỏa lòng mong vô thỏa chi, bình minh đền lại lúc phong ba. Bình minh đền lại lúc phong ba, cảnh báo người xin rất phú hoàng. Các Phật tản mài tiên tản mặt, thường khi đâu về bước sang qua. Thường khi đâu về lúc sang qua, mới cả dân sinh mới được nhà. Trường hướng thanh bình, trường phú túc, đạo bình không kẻ mở lời ra. Đạo bình không kẻ mở lời ra, ai cũng hiền lương cũng hiếu hòa. Tâm trí thông minh siêu dục lời, người cùng thương lần khắp gần ngờ xa. Người cùng thương lần khắp gần xa, trẻ biết đưa tay dắt tuổi già. Con yêu vui kề lưng cộng mẹ, sớm làng không tiếng o rầy la. Sớm làng không tiếng o rầy la, người chẳng thù nhớ chẳng giải ta. Ngoài lộ của rơi không kẻ lườm, lòng trong như ngọc trắng như ngà. Lòng trong như ngọc trắng như ngà, đối với người nay hẳn khác xa.
sự phân đâu đó rất dung hòa, sự phân đâu đó rất dung hòa giữa kẻ quan dân chẳng sống xa. Khổ dân cùng chia vui giận sớt, tinh thần như đúc một lọ ra, tinh thần như đúc một lò ra, nhà Phật con tiên hẳn đây làm. Muốn tôi an cư, muốn tôi sống, phu chèo ráng giúp khách sang qua. Lời đẹp mi đẻ tờ theo qua găm, ý nghĩa sầu càng găm càng hay, khác hơn lời của kẻ trần ai, ta cảm thấy lòng đầy kính trọng. Khi đạo sĩ ngâm vừa dứt dòng, ta chắp tay quỳ xuống tạ ơn, rằng nếu không đạo sĩ giáng trần, tôi sẽ ném mất thần đâu khỏi. Ân tái tạo tờ nón cao dội thần, món này biết đối sao vừa, lòng xin ghi nhớ mãi sớm trưa, trải muôn kiếp cũng chưa quên được. Đạo lý dân một lòng sao trước, vừa độ thân vừa giúp độ người, chừng nào không ai khổ trong đời, mới đành chịu yên ngồi một chỗ. Đây từng đứng trước ngôi Phật tổ đã nguyện ra lời đó nhiều lần, nên dù cho có đổi muôn thân, chí phổ quá không dừng bỏ được. Dù sóng gió dù bao xuôi ngược, lòng thương người sao trước một lòng, chỉ hèm gì lối bước đầy trong, chưa sớm được như lòng đã nguyện. Mới nay y thay đọa đổi chuyến, chớ đâu quên khuyến thiện nhân sanh, chính lúc nào đây cũng thấy mình cùng mọi kẻ như hình có một. Khi nghe thấy khổ ai dướng mi cục, tự nhiên đây gan ruột như y bầm, mất ngủ nghề mất cả ăn y nằm, cứ suy nghĩ phải làm sao cứu.
Nhưng tài thiếu đức càng không đủ, nhiều khi không thành tựu ý nguyện. Càng thấy lòng buồn tuổi không yên, ước sao hễ muốn liền nên đi được. Hậu quá độ những người bảo ngực bớt khổ sầu, qua được nạn tai. Đạo sĩ rằng tâm ý ấy quý thay, nhưng dù đức Như Lai đi nữa cũng không thể ra tay cứu chữa kẻ xưa nay không e chứa phước duyên. Giữa chúng sanh đều có quan khiên, luật nhân quả công miên lắm mi đây. Giai chi tất phải là trả nay, không y một ai trốn y chạy được đâu. Chư Phật tuy có đủ phép bi màu, cũng không nghịch được câu ý tội phước. Mọi tai khổ chỉ cho biết trước, đó là phương cứu vớt chúng sanh. Nếu nghe theo tất được ý an lành, bằng trái cải thì đành khốn mi khổ. Kẻ mắc nạn Phật dù muốn mi độ, nhưng ý họ không hối ngộ chi cầu. Dù cho lòng muốn độ đến đi đâu, cũng không thể làm sao ý độ được. Lắm kẻ biết làm điều bảo ngược, tất xa vào địa ngục chẳng không. Họ bảo rằng cung vẫn vui lòng, chẳng sợ nể cũng không chừa bỏ. Tội phước có kẻ cho không, thì có việc ác gian lớn nhỏ không chừa. Hỏi mọi thích ưa, chết là hết có chi hồn phách. Có kẻ biết đọa siêu rành mạch, nhưng vẫn làm đủ cách tội tình. Bảo dối rằng vì phận gia đình, nên không thể tránh mình việc quay. Có kẻ đã quy thọ giới, vẫn không chừa những cái xấu xa. Đem cái tu sơn phết ngoài da, lừa bá tánh để mà thu lời. Nhưng hạng người đã vừa nói tới nạn ách thường, chờ đợi họ luôn. Quả đến nơi muốn tránh không đường, như cột mục gặp luồng giông tố. Khi ấy họ phải đền tội khổ, đức tài bao
cũng đồ không xong. Vậy khuyên em chớ có nghĩ buồn lòng, rằng thiếu đức việc không như nguyện. Ráng chỉ cách cho người hướng thiện, tất nhiên trừ hết chuyện khổ nạn. Thì những điều em đã sống sang sẽ nhờ đó tiêu tan tất cả. Miệng khắp chúng hiền lương một già, có đức hài không há mạng chi. Em đã nguyện nổi chí từ bi, đường phổ độ cứ đi chớ ngừng. Treo gương chánh cho đời soi hướng, đem lời chân dạy chúng tu hành. Kẻ chưa thông nở và bảo hành, mình cũng nhớ niệm tình hỷ xã. Hết lao lý đến ngày thông thả, trời há không nổi gió một giây. Chớ buồn thân gửi nước ngoài, có yêu chung có ngày trở gót. Đạo trường cửu không như bèo bọt, chớ lo không gặp cuộc trùng hưng. Nay nơi nào hãy có nhân dân, cứ đến dạy không phân nội giống. Đến đâu cũng đảo màu gieo rộng, đuốc một cây mồi đặng nhiều nhà. Thật hành câu tự giác giác tha, đi khắp chỗ đâu là cùng thế. Tiền cũng đổ không thì cũng tế, nói cho cùng một kẻ cùng nên. Dân khác nào như nước đang lên, cảnh trôi nổi trở nên đâu khỏi. Họ chưa rõ cũng cần kêu gọi, lo thuyền bè chống chọi cho qua. Nếu đợi khi nước ngập trần nhà, chừng ấy mới buồn bã sao kịp. Chúng sanh khá tu cho kiếp kiếp tranh hung sùng, bỏ việc tham lam. Giúp nguy nghèo cứu kẻ khổ kham, dứt thù oán bỏ tâm nhân ngã. Nên dắt nhau trên đường đạo, cả tạo phúc đời trừ qua cho dân. Càng rẽ chia càng tự giết cái thân, như bè dứt dây chẳng phải rã. Nước một giọt đâu thành biển cả, cây đôi que dễ hát nên rừng. Thân bao to chẳng có tay chân,
việc chi cùng thấp phần thì bất tiện. Người càng muốn càng cho lớn chuyện, càng phải nên hợp khuyên cho đông. Một người làm việc cả khó xong, đời đảo dần thế không sai chạy. Già trẻ cũng cần mau hợp mi lại, để chống ngăn hòa hại dân mi lành. Những thù nhớ quán trả đáng y khinh, nên dẹp gác chớ nên cô ấy. Nếu được mạnh tinh thần đạo lý, các sâu xa tức thì tiêu tan, sẽ thắng qua mọi việc dễ dàng. Khổ nạn khỏi dân bàn hưng thơi, đạo sanh quả bởi hành sai lối. Nhựa trồng cây trở cội lên không, cây héo xào chẳng tại quá công, chính tại kẻ đem trồng ngược ngạo. Nếu người cứ thật hành chánh đạo, nước được yên, dân áo được lành, ai cũng đều biết trì lấy mình, trọng phép nước và dình lực đạo. Người thương người ở âm ngay, thảo giúp nhau không lừa đảo lẫn nhau. Gặp kẻ nguy biết sáng thân giàu, giúp được kẻ chẳng rau ân nghĩa. Mọi người tự kết thân chặt chìa, tránh nạn chung gây phúc lời chung. Tuy yếu mà rất mạnh vô cùng, sẽ lui được tử thần giặc đói. Được đi đúng theo lời vừa nói, tất nhiên ai cũng gọi đào chân. Em mau lo giác đắc thiệt hơn, cho ba tánh tu thân kẻo trời. Cơ tạo quá đổi xoay thời thế, đến rất mau dường thế tên bay. Tuy không không chừng đến chẳng hay, chớ khi dễ có ngày phải mắc. Vì hao danh khi lôi khi nhặt, nhưng giờ này đã thắt lại rồi. Chỉ kéo mây trong một khắc hồi, nỗi xâm xét dậy trời dậy đất. Mây giăng khắp thì mưa kế rớt, chỉ nội trong vậy khắc không lâu. Việc đất trời vừa lá vừa màu, xưa nay vẫn tròn câu quyền bi. Vì loài kiến thân hình nhỏ tí, không tâm can
tỳ vị như người. Cũng biết bò đi tới đi lui, gặp mồi biết chạy mời bày lũ. Đồng loại chết biết lo quần tổ, xúm nhau khiến về tổ không buông. Kiên khác loài khi đến xâm luồng, chúng lại biết kết thân nhau trong. Biết bờ cõi biết yêu nòi giống, có cả nhân cả dũng cả tình. Thử hỏi người hiện tại thông minh, có biết rõ mối manh chăng nhỉ? Cơ tạo quá có đâu dáng gì, càng nghĩ suy càng thấy mình mong. Đến như đèo dời biển đổi sông, sự thường có nào không chớ biêm. Em đã được Phật ngài chỉ đêm đi cõi nhân gian, biên chuyển thế nào các việc đều sẽ có ngày sau. Đâu phải dối nên rau dân biết, ráng tu sớm đừng chờ tới ơi việc nhân càng lành, tai nghiệt càng xa. Khổ trần gian chỉ một lối ra ấy chính là đạo đức. Thiếu đạo tở các kia, thiếu nước khô tranh quà cảnh sắc thay phơi. Thiếu đạo nên mới rối trong đời, xem xét kỹ tất người thấy ơi rõ. Đạo là mắt của đời để ngó mắt, nếu không đường ngó đâu thông. Đạo nói đây là đạo chánh công, không phải thứ tà thông ma giàu. Chân Thích Ca và chân Khổng Lão, thật từ bi thật đạo trung dung. Thật tâm vô không tận không cùng, tuy ở tục siêu trong thế tục. Gần bùng dẫn mùi bùng trắng hút, lòng Phật tiên nào khác nghe qua sen. Mang xác phàm sống cạnh đua chen, vẫn không bị ố quen một vật. Chân thật kẻ rành đường sáng suốt, ghi dắt người không bị dắt bao giờ. Nếu tự sanh thông thạo bên bờ, chẳng phải thứ đứa mờ dắt quang. Nơi sơn đánh anh dùng đạo uy nhãn, thấy trần gian nhiều hàng dối tôn. Chính mắt mình chưa hết chứng mù, dắt cả đám người đuôi trong tôi. Nơi trong trái không tìm thấy lối, chỗ bạch bùng cứ nói nhau đi. Đến
chưa đạt những gì. Điều này rất hại quy to tác, hại riêng mình, hại nhiều kẻ khác, còn hại lây đến nước, đến dân. Hại này to hơn hại ôn uy thần, càng truyền rộng càng phần nguy hại. Nói đạo lý lòng không bắt ai, xưng tu hành việc quấy không buông. Các quỷ tà cứ ám ảnh luôn, khiến tâm trí thêm cuồng điệu ác. Thấy sanh chúng bị ma giả thác, càng xem lâu càng bắt đau lòng. Nhưng ngặt gì duyên đạo chẳng đồng, tuy thương xót nhưng không mấy thể đổ. Nên anh mới cùng em mi hội ngộ, khuyên em vui chịu khổ sát ký trần, để cứu người khỏi bến mê tăng. Núi to mây khó cần nghi công đức, xưa nay đã từng làm việc nghi Phật. Em cùng người đã rất sâu duyên, tất nhiên là lời của em khuyên sẽ gửi được giống hiền của chúng. Đời đã mong như đèn tim lụng, trễ một ngày luôn nghi uổng một ngày. Em gắn công đường giác nối khai, sẽ thành việc không sai ý nguyện. Ta cúi đầu cảm ơn lời khuyên, chữ giác dân xin hẹn không quên. Xác này còn cũng vẫn tiến lên, xác dẫu mất cùng nguyện tay thế. Đến chừng nào ngục môn đều phế, không còn người tồi tệ mới thôi. Nguyện này xưa từng đã nguyện rồi, chưa thành tựu bởi đời gai ngành. Lúc nào cũng nằm trong nghịch cảnh, khó châu lưu khó gành hết câu. Đạo sĩ liền gật nhẹ lấy đầu, hẹn như thế ở đâu cùng thế. Xưa ác đạo ma dương đã thể phá Phật kỳ, mặc thế cho tan. Lời thể kia nay đã đến màn, chúng đâu cũng tràn lan quấy rối. Ngăn hại kẻ đạo màu rõ mối, cam dỗ người tâm tối chưa thông. Chúng đặt điều nhạo bán đạo tông, có đủ cách dứt lòng Phật thích. Kẻ bị chê hoặc dày công kích, liền thối tâm bỏ việc tu hành.
người mang tai hoặc khổ thân sanh, đâm khùng hoảng dứt tình nhà Phật. Chung ghét cả ai người đạo đức, chướng ngại cho kẻ phát thiện tâm. Nhưng đã là gì diệu thầm thâm, đạo Phật dẫn muôn năm sáng toàn. Càng bó buộc càng nhiều khăn khó, càng làm thêm cho có cuộc thế. Nếu nhận qua được cái khổ nguy, ngôi đạo quả tức thì sẽ đắc. Không nạn ách không người gai gắt, thì làm sao biết sắc biết chì. Không cam go chẳng gặp hiểm nguy, đường tam tạng ai đi cũng được. Đây là cung kế như bàn lược, càng lắc lư càng được lộc trong. Kẻ quyết tu hay chẳng thật lòng, giờ này mới mắt trông thấy rõ. Lột che đẩy lần lần lột bỏ, thật tướng ngày càng lộ ra ngoài. Cánh ngược xuôi đều lợi cả hai, ấy là lối tùy nghi của đạo. Nên trì chặt đâu nên lui tháo, đừng để mà khiếp đạo lòng mình. Thua chúng ma tất mất chân linh, mất luôn cả nhân sanh giá phẩm. Nên trì chặt đâu nên lui tháo, đừng để mà khiếp đạo lòng mình. Thua chúng ma tất mất chân linh, mất luôn cả nhân sanh giá phẩm. Sống không khiến cho thiên hạ cảm thắc, hồn rơi trong đám ma dương. Muôn đời không thấy lối Tây phương, kể sao hết các đường thảm khổ. Hiện tại dứt mất ơi tỏa ngộ, ngài biến thiên thầy bỏ trôi sông. Hoặc thiêu mình trong đám ma lửa hồng, chẳng gặp được bụi rồng mây hội. Tông tổ trách hận nơi chính suối, đất uổng sanh ra nghi lối nghi con người. Gặp hội lành chẳng sửa tốt tươi, để xa đọa vào nơi hắc kỳ am. Dịp báo quy mà không biết năm qua rồi muôn kiếp chẳng tìm ra. Nơi động trung phong mắt xem qua, mỗi khi thấy người xa đạo cả. Âm không xiết xót đau trong dạ, lòng tiếc thương biết ta sao cùng.
Càng tiếc gì đời sắp quy chung, thiện làm một phước đông mười lượt. Đâu cũng có Phật tiên đón rước, nếu thật tu ắt được mau thành. Thành đạo rồi hướng quả vô sanh, các cát sống khổ tức bình tĩnh cả. Nếu thiếu đức không thành chánh, quả cũng được đưa qua cõi thường quân. Sống an nhàn với tuổi muôn xuân, không hoành tử không lâm ác bệnh. Không can qua không ai thôn tính, hạng hán không cơ kình dần không. Núi xanh màu sông một sắc trong, cảnh hòa hảo người đồng hạnh phúc. Gặp mi hội này dễ đâu mấy lúc, chẳng chịu tu hết cuộc nào tu. Anh trần thành khó cảm người mù, lời ấy thật chớ đâu vô lý. Theo anh đã vừa qua thiết nghĩ, phần lớn do chúng quỷ ngăn đường. Vậy em cần dùng gậy kim cương, dẹp lối cứu dân đường mê khổ. Trong nghịch cảnh có người ái mộ, ấy chân duyên răng đổ cho thành. Có khổ lao mà nhớ tu hành, đâu phải kẻ thường tình được có. Xưa kẻ ấy việc lành lớn mi nhỏ đã từng làm và có hứng tu. Hột giống kia hết lúc ép bi thu, sắp nảy nở mới đầu xanh đó. Không trôi đốt qua từng lửa đỏ, sao đúc nên gươm có báo danh. Chịu khổ tu nếu chẳng công y thành, anh thể mất thân trên y thạch y đồng. Lời này chẳng phải lời nói không, xin em truyền cho chúng y nên tin. Ráng lo tu cải sửa tánh tình, chớ ngại lối gặp gình khó bước. Nếu người chưa tạo nhiều việc phước, trên đầu luôn có Phật thần che. Ác ma không dám đến lâm le, cảnh khổ mấy cùng qua khỏi được. Thuyền Bát Nhã Phật ngài chực rước, khỏi đắm trong biển nước minh mang. Đạo sĩ liền cất tiếng ngâm vang, khắp trời tiếng sấm nổ kinh hoàng. Nước dậy gió đùa sóng phù lan.
ngập thú hùm trôi lên ngần. Nhà trôi nhân loại nỗi làng khang. Người lành bác nhà thuyền kề rước, kẻ dữ mập xà cá đến mang. Mau vật mau người làm đỏ nước, chúng sanh có tránh đại tai nàng. Đại nàng chẳng có chẳng bình phân, mái tàu khéo dùng cuộc nước dân. Bụi bặm trong trần trôi sạch cả, bận nhớ trên thể rửa không trơn. Thái sơn hải cảnh thái điện địa, mới cỏ cây màu mới vật ngờ nhân. Chốc lát trở nên tân thế giới, bồng lai cũng dám đến cho cân. Xó cân chẳng kém cõi tiên bồng, muôn kiếp mơ dễ gì được ở mắt trong. Kẻ giữ mong xem nên sửa tánh, người lành muốn gặp ráng trao lòng. Ít nhiều phước đức lo đừng bỏ, hôm sớm Di Đà niệm chớ không. Lao khổ dù bao sinh gắng chịu, đạo màu sẽ thỏa chỉ câu ở mong. Cầu mong khi được hẳn lòng vui, quả đạo nhớ dung đến lúc mùi. Thuận gió thì càng cho tiếng tơi, ngược dòng cũng chớ để hoài lui. Siêu phàm chí nguyện hằng ấm áp, đắc đạo tâm thề vẫn nắm nuôi. Sao trước khư khư như sắt thép, nhiệm màu có thở được phanh vui. Phanh vui được hết mái âm dương, sanh tử tự tay năm mối giường. Mình nhẹ nhẹ sao không khác gió, lòng trong trong đền giống như gương. Ái ân hết buộc cho sầu khổ, danh lợi thôi làm phải khóc thương.
ở thế nhưng ra ngoài cõi thế, thần tiên cùng bước một con đường. Con đường tiên thánh khác đường phàm, nơi chốn trần ai khắp nữ nam. Có lỗi ít nhiều nên sám hối, đều nhân nhỏ lớn ráng lo làm. Nhớ câu tội phước chưa lòng ác, sợ lẽ luân hồi bỏ tánh tham. Hôm sớm lo tu theo chánh đạo, đua bơi diệt quay cũng nên nhảm. Nên nhảm thói xấu của người đời, ai cũng chẳng qua mấy tật hơi. Còn thở hơn thua bằng đủ lẽ, hết hơi thắng bại nín không lời. Cánh đời đau ngờ như là mong, mạng sống nào hay tở bóng trời. Luôn muộn đem tâm mưu dạng sự, việc chi rồi cũng trút theo hơi. Theo hơi sống cùng theo hơi tàn, hơi nắm quyền trong khắp thế gian. Xét cạn há không đâm chán nản, suy rành đâu chẳng khiến buồn than. Ráng tu để khỏi dòng sanh từ, cần tình cho qua khắp khốn nạn. Chớ nhiệm sai theo trò giả tạm, vật không trường hưởng tội đeo mang. Đeo mang nghiệp tội phải đầu sanh, mang xác trần ai lắm nhọc ngỡ nhằn. Già bệnh làm thân mòn tở đục, lo sầu khiến trí rối như đanh. Điều nào vừa ý không hay gặp, những việc trái lòng cứ dâng quanh. Khổ thảm nhiều hơn là vui sướng, muôn xưa như kiếp hẹn thân hành. Hiện hành có Phật
gian lâm trần. Nếu biết hồi đầu chuyện phước dương, khỏi kiếp đau sầu ngày mắt thấy, được thân khoái lạc buổi tân quân. Nhà tiên cư trú không gia bình, cảnh Phật nương kề chẳng ở chuyện luôn. Kỳ chốt dễ đâu tìm gặp được, lo tu cho kịp hỏi phong thần. Đạo sĩ vừa ngâm xong và nói, ai muốn xem được đi cõi thần tiên cũng nên mau chịu khó làm hiền, đem cánh khổ đối miền cực lạc. Dịp hiếm có đừng chờ khi khác, ráng lo tu để thoát ngục trần. Giữa núi rừng mà có các cái lăng, nơi đồng án phồn hưng phố xa, dành thưởng kẻ biết lo hôi quá. Há không mau sửa giả hiền lương, riêng cứu thân còn đổ sông mấy đường, hết lao khổ được cơn y khoái lạc. Gặp mi bầu nước trong khi đang mi khát, hãy mau tay ôm chặt nghĩ vào lòng. Lúc mê lầm gặp mi đạo phổ thông, không không vui học còn trong chi nữa. Thân khi dơ biết nhòm đi, rửa tâm thấy hèn chẳng sửa cho mau. Đời nay thường phía mặt chùi lao, ít ai chịu dồi trao bề trái. Ngoài sạch sẽ trong lòng dơ dãi, dần để yên chẳng lấy làm nhòm. Khác người xưa trong giữ cho thơm, bề ngoài ít ai cần săn sóc. Cung hình người cung đồng xương hốc, nhưng tâm tình khi cốt khác nhau. Càng nhìn lâu càng bắt đớn đau, cảnh tan tóc bảo sao to tác. Tuy nhiên ở dưới tầng sỏi cát thì có nhiều vàng rải rác đó đây. Bỏ trôi chìm thì rất uổng thay, em cũng ráng ra tay đại lấy. Hết bi cực tới ngày thành thái, xin đừng buồn khi trải nắng mưa.
chăng độ bãi năm xưa. Cùng đang lúc thời cơ rối rắm, em đã chán muốn về sơn cấm, chẳng muốn nằm trong cảnh tương tàn. Khi ấy liền có Phật Tây Phan, đêm thanh vắng bên màn hiện đến, rằng con ráng đưa người tới bên, có cam gò mới hiện đạo màu. Không tối tâm đuốc dùng vào đâu, có ác mới có cầu khuyên thiền. Huống đã thoảng thầy như biển, phải ráng lo đáp vẹn trồng ân. Nên thương người như thể thương thân, lo dạy dỗ chớ đừng buồn chán. Bởi dốt nát nghĩa màu chẳng hạn, mới dắt nhau đến đoàn máu rơi. Há không thương đế vàng càng lời, sao lại muốn về ngồi thạch đồng. Người chết hết riêng mình còn sống, chẳng buồn sao, chẳng đồng tâm sao. Hiện chúng sanh đang rớt dưới ao, giờ không cứu chừng nào mới cứu. Lòng con chán đồng trên linh khứu, Phật đến đây khuyên chớ quy sơn. Lấy từ bi lưu lại trong mi trần, vớt được một linh căn cùng phải. Đời mạt pháp thú cầm chi loại, còn biết tu cho giải nghiệp quan. Khuôn loài người có trí khôn ngoan, ha chẳng biết tìm đàn đạo đức. Con chớ ngại cứ lo khuyên dứt, sẽ còn nhiều người biết hồi đầu. Hồi long qua sẽ chẳng còn lâu, ráng giúp chúng về chầu chư Phật. Phật nói xong quá quan bay mất, dân dân lời kể rất siêu màu. Từ xưa nay dễ mấy ai đâu, được mật giáo cao sâu lời kể. Con lành hiệu Mai Thiên, thanh trượt rất trượng tê, đắc thất cứ lo quăng. Đạo đời luôn vẹn thể, kẻ dốt chỉ đường khai. Sĩ hiền bài cửa quê, thành bại dẫn độ nhân. Công đức siêu trên thế, dân bóng Phật hương còn lưu, để mùi thơm tho khắp mi cả gian phòng. Em như vừa mới
tình giấc nồng, vừa cảm đức vừa lòng kinh hài. Lời ấy ha em không nhớ lại, để sớm hôm bơi chạy cứu đời. Nếu trễ qua chẳng kịp cơ trời, thường bá tánh nói trôi biển cả. Ta cúi đầu cảm lời quý quá đúng như lời ngài đã nhắc qua. Trước kia vì gặp cảnh nồi da, đây vừa thẹn vừa là chán ngang. Muôn quý sơn ngồi trên đá tảng, tình thèn cho đến đoạn khi trần. Cảnh giết nhau lòng chẳng muốn gần, khi đó Phật hiện thân bảo thế. Ân đức ấy lấy chi so kể, đây vẫn còn ghi để không quên. Cũng đồng như cánh tượng ở trên, đây vừa mới nghĩ nên bỏ xác. Liền có ngài hiện ra trước mặt, đem nhiều lời châu ngọc dài cho, khiến cho lòng thêm nỗi âu lo. Ân nặng biết sao cho vàng được, thân gầy lại đang nhiều trái ngược. Việc khó làm nên được ý mình. Nếu cánh bườm bị gió xé banh, ân chẳng dạng cơ duyên cũng lờ. Lại đang cánh cửa nhà đổ sổ, cột bé e khó đỡ vững vàng. Nói tới đây đạo sĩ trần ngang, liền cất giọng kể gian như kiền. Lấy một thuyền lớn ngàn, chuyển đi khắp hải gian. Tưởng một con tuy ít, kéo được gỗ đầy đàn. Mặt trời vẫn có một, soi sáng khắp trần gian. Đừng buồn thân lẻ một, nhỏ giàu có sức lan. Bảo tiếp rằng khắp trong nhân vật, thân 200 chỉ một lần này. Dễ siêu mà cũng dễ đọa đài, khá giúp họ khỏi sai đường lối. Thành tiên Phật luôn luôn nhàn rồi rớt, quý mà mãi mãi lao lung. Được làm người ấy cũng bực trung, rơi vào loại côn trùng tối hạ. Lành ác siêu dư thì phải đọa chân chánh, nên giả trá thì hư.
bất công chánh dẫn vô tư. Thân dù khổ miệng người vui được, việc lớn nhỏ cũng vì dân y phước chánh đó ư, và phước kỳ đó ư. Tôi dạy bài có lắm ngôn từ, kết luận chỉ mấy lời nói đó. Nhiệt tâm có tất làm chẳng khó, em nhớ khuyên đợi chớ ngày nghi. Và riêng em khá bất yêu đi, cây một cội chung quy nhiều trái. Còn cớ duyên xác còn tổn tại, dù trái qua đèo ai bao phen. Chớ ngại chi thân thế yếu hèn, trong hèn yếu có chen cứng mạnh. Đừng để khó cũng đừng than, bình mấy trời kia đã định từ lâu. Lúc em vừa 16 tuổi đầu, đã thấy bóng nhiệm màu có phải. Có một vật sáng xanh hình thái, thường đêm bay qua lại trong màn. Đẹp như sao sáng sắc dịu dàng, nhìn lâu mấy không chàng chói mắt. Em đã lắm lần đưa tay bắt, nhưng không hề nắm được một lần. Kỳ diệu thái vật thấy rất gần, vội lấy mãi bao lần không đụng. Tuy quái lạ em không kinh khủng, trái lại cho Phật dùng phép màu. Khi ấy lòng em rất tin sâu, sự đạo lý bắt đầu tinh tấn. Tâm thường sáng hơn thường muôn bận, đêm đêm tay nghe ơi giảng đủ lời. Lẽ thành suy bị thế trong đời, đầu chánh giáo đầu nơi tà đạo. Nghe không xót những lời châu báo, chân thần luôn đi dạo khắp phương. Như nào là địa ngục thiên đường, cảnh vui khổ đã từng thấy rõ. Điều ấy rất ít người tìm có, em há không cho đó phi thường. Vật sáng kia là định minh cương, Phật dùng để ngăn đường tà quay. Hộ em lúc xác còn thơ dại, mà lòng tu sớm lại phát sinh. Để khỏi loài yêu quỷ trá hình, hại mạng hoặc giấc khuynh đường ác.
Còn đến chuyện khi ngâm khi hát, em thường nghe dẻo dắt nghe bên tai, cũng là do nơi Đức Phật Ngài mượn lời ấy để khai đạo khi. Có nhường thấm được mùi đạo lý, giúp cho em thần trí như sớm khai, để em dìu ba tâm sau này được tỉnh giấc mê say lầm lạc. Người của em từ hồn lẫn y xác, hầu hết nhờ Đức Phật xăm soi, giúp cho em tất giúp cho nghi đời, bởi em với mọi người hữu thể. Lúc mấy Phật rõ ngài hầu thế, dùng định minh cương về thân em. Có phải chăng mỗi lúc em xem, vừa hớn hở vừa thêm tin tưởng? Phật khéo giúp sâu xa ảnh hưởng đạo, sớm nên tâm lượng sớm y khai. Kẻ thọ ân to lớn y thế này, há chẳng nhớ đêm ngày lo trả. Nghe đến đây bồi hồi trong mi dạ, nhớ lại khi thấy quả Minh Châu. Mỗi đêm thường bay múa trên đi đầu, sáng chẳng chói xem lâu thấy mến. Mỗi ngày ta chờ cho đêm đến, để cùng vui với anh y sáng y xanh. Lòng mộ tu lại gặp đêm lành, ta không xiết kính tình y mừng rỡ. Chuyện là tự lòng mình hiểu y nhớ, không đem ra nói hơi cho ai. Kể cũng là mười mấy năm dài, nay được nhắc đến tai mới nhớ. Ta vừa cúi đầu vừa lại mở, vật lạ kia thật có như lời. Đây không nhờ vật ấy đến nơi, chưa ắt trở nên người tu niệm. Thêm được có những lời chỉ điểm, tại đây thường nghe đến ngày đêm, khiến cho lòng tin tăng càng thêm, trọng đạo đức hơn trên vật tạm. Ân ấy khiến lòng đây quá cảm, sớm hôm lo bãi sám không rời. Nói đến đây đạo sĩ ngăn lời, rằng em nhớ đàn hồi khi ấy. Em có viết một bài tấu khải, đã gửi cho thập giai Phật tiên, chứng cho em có những lời nguyện
gánh bớt khổ dân trên quả đất. Nói thất tổ chỉ đường tu Phật nguyện đến loài xúc vật côn trùng. Nghe tiếng em hoặc thấy hình dung liền cảm mến phát lòng mổ đào. Ngày nào còn có người khổ não, em còn lo chỉ giáo không thôi. Thà vui lòng cõi Phật mất ngôi, không vui bỏ một người nào khổ. Em còn nguyện mẹ cha tông tổ bãi đời qua được đồ siêu thân. Khi nguyện rồi em có nhớ chăng một ánh sáng bài bằng ngang mặt. Lại có mùi thơm tho nồng nặc, lúc ấy em rợn óc cả người. Vừa mừng vừa sợ cái quay trời, không hình ảnh vô hồi màu nhiễm. Ánh sáng ấy Phật ngài chứng điểm, những lời em đã nguyện đấy ư, chẳng thành tâm nguyện đến đi bao chừ, cũng khó thấy được nơi điểm quy. Ta liền thưa thật là trúng ly tâm của đây, lúc nguy ấy nghĩ thật nguyện, nên cảm lòng của các Phật tiên, sau khi nguyện thì liền ứng chứng. Từ ấy đây hằng lo nghi bổn phận, sao vẹn tu sao trọn lời nguyện. Rồi bỗng nhiên này đến bỗng nhiên, nhờ các đấng thiêng liêng chỉ bảo. Đạo sĩ rằng thời cơ đã đau, Phật tiên thường mật giáo chư duyên. Mượn xác phàm hoặc mượn bút nghiêng, tùy cơ để giải khuyên trần thế. Mau hơn việc đầu sanh cơ thể, độ chúng sanh khỏi trễ thời trời. Mượn một tay đã độ một, mau hơn việc đầu sanh cơ thể, độ chúng sanh khỏi trễ nghe thời trời. Mượn một tay đã độ nghi một người, mượn nhiều xác tính hồi nhiều kẻ. Vừa phương tiện cung vừa mau lẹ, đạo sĩ liền ngâm kể như nghĩ vậy. Hiện tại ở trên quả đất này, bất kỳ thông dốt gái hay trai, có duyên Phật Phật sáng diệu dắt, còn nghiệp ma ma đến phủ dây. Gieo giống xưa lâu nay vẫn nở,
tạo nhân xa trước hiện đền ngay. Lành thì lành đến hung hung tới, quái lạ có nhiều cuộc trả dài. Đạo sĩ luôn tiếp lời nhẹ bao, nhân ngàn năm quá đau nhất kỳ thời. Người lành duyên sẽ lắm vui tươi, thương kẻ ác vô hồi khổ nạn. Số dài trả cuối năm thanh toán, nghiệp dữ lành rốt hàng chia phân. Có duyên thần thì được gặp thần, có duyên Phật sẽ trông thấy Phật. Duyên ma quỷ tất ma quỷ dắt, dòng nào thì nấy gặp không sai. Cảnh trần gian quá đổi vận quay, nhiều sanh lạ nhiều người chết lạ. Bối mặt thế quái kỳ nhân nghi quả, để mắt vào dễ há không kinh. Thêm có nhiều tà phép bị hữu linh, kẻ đã chết kêu tên sống dậy. Tự chặt tay chân rồi ráp lại, không đớn đau không chảy máu me. Chúng con nhiều quỷ thuật bài khoe, kẻ mê tín nếu nghe thì khổ. Nhiều kỳ chứng kể thôi vô số, thường bá già không chỗ nào an. Kẻ hẹn sanh trên cõi trần hoàng, ai cũng phải nạn mang nhiều ít. Trò văn vật càng nhiều khuyến khích, sự ác gian càng chất thêm cao. Càng ăn sáng mặt đẹp chừng nào, hố tội lỗi thêm sâu chừng nay. Bên sao lẽ cạnh tranh thắng bại, chẳng ai lo lợi hại xác kỳ hồn. Nhiều kẻ mưu thân được sanh ni tồn, trái lại tự làm hồn tiêu diệt. Tôi đang sống mà người đã chết, nhưng ý họ không tự biết chi đâu. Bữa tiệc ngon dễ bị lấy đầu, chẳng tìm hiểu cứ bầu cười mua. Đem muôn kiếp đổi vui một mi bữa, lại tự cho sáng sủa khôn ngoan. Dòi đục chui trong đám sương tàn,
đâu bền bỉ đâu rằng êm mi ấm. Nếu sanh chúng để lòng suy gầm thấy chán đời hơn đâm mi cành đời, trang lớp tuồng giả dối gạt người, chán thời cuộc lửa dùi máy trải, chán kẻ khôn dọa đầu đứa dài, chán lòng người nở hại mang người, chán bên trong xã hội hiện thời đầy tội ác nặc mùi hôi thôi. Coi mạng người rẻ như cát bụi, chán thân mòn như củi trong lò. Dù mưu cho phú quý bao to, không sống mãi để mà bảo vệ. Chán cái kiếp vua quan dân thế, ai cũng đều nô lệ cho thân. Nó khiến lo tính đủ thế thần, rốt cuộc chỉ ra phân cỏ ủ. Nhưng mặt đẹp ăn ngon sướng thu, cùng chôn theo cốt rượu xương tàn. Có cái nào còn được thế gian, kiếp tạm giả phải chăng đắng chán. Làm tội ác không trường hướng đặng, mang tiếng đời lại vấn nghiệp mê. Hết thân này rồi kế thân kia, sanh tử mãi không hề ngừng dứt. Chi bằng biết thân là tạm mi vật, chớ vì thân tạo nghiệp mi bất kỳ lành. Hãy mượn thân lo việc tu hành, ngăn dứt lối tử sanh luân chuyển. Hiểu rõ kiếp người không trường diễn, nên đỡ nâng hơn chuyện gạt lường. Phải thương nhau và phải hộ tương, hợp sức mở rộng đường sanh sông. Trong bệnh tật đôi nghèo cũng trong, không ai vui riêng sống một mình. Giàu giúp nghèo quán giúp dân tình, mạnh giúp yếu khôn nên thương dài. Buông nhẹ lời cho dai, nhẹ lại sống cho mình, còn phải cho người. Đua nhau làm hiền đức tốt tươi, sẽ khiến chẳng còn người hèn hạ. Đời đâu cũng bình yên thông mi thả, thù quán không chiến nghi quả cũng không. Khi thác hồn luôn được thông dong,
lúc sông khắp người lòng yêu mến. Điều này nếu mỗi người đặt đến ấy là phương dĩ quyết độ chân, đem giá thân đổi lấy chân thân, giúp nghiệp lặng sóng trần ngưng hà. Hôn coi thế sắp ngày tan tạ, cái phàm thân như giá rừng đông. Thân mất rồi muốn diệt cùng không, luôn mưu độc luôn công làm mát. Sớm tu ắt sớm ngày giải thoát, biết khổ lo cho được khổ qua. Lửa cháy bão không chịu bước ra, như thế có phải là tự sát? Chỉ một nhìn khói muôn lần thác, đời ít ai chịu xét để làm. Cứ lo ôm mãi cái lòng tham, tham phú quý, tham đàn danh dòng.